Chị ơi. Chị ơi. Dạ. Chị làm gì vậy? Đang xin lỗi ông nè. Trời ơi, sao mà xin lỗi không? Đừng ông nói đi kìa. Đi anh. Đừng đi nữa nè. Nha. Chị, làm sao mà chị quỳ gối gì vậy? Xin lỗi ông nè. Anh Cương sao anh Cương? Tham đi. Là bả là hôm bữa em thấy có người khác nữa đó. Là em hôm bữa em có quay á, là một người đàn ông khác không phải anh. Là tại bữa nay sao em không thấy ông kia mà thấy anh? Tại ông quay về. Quay về hả? Chị tôi chồng tất cả ông ơi ghi quay về thôi. Là anh Cương là anh anh dặn chị hay sao kêu à, cái này anh kêu chị quỳ gối hay gì? Cái này là ai kêu chị quỳ gối? Tôi tự nhiên tôi quỳ à. Chị năn nỉ ảnh là như cái như thế nào chị? Thì năn nỉ sự thật luôn á. Chị có giỡn mấy anh em không? Không có giỡn. Cả nhà thì một cái người vợ nè, nói chung là sống với một cái người đàn ông kia xong rồi, bây giờ sống với người đàn ông này cả nhà. Bỏ đi nữa anh ơi, bỏ em đi anh ơi. Nè. Thôi đi. Thôi em đi. Thôi em đi. Chị, mà tại sao mà chị quỳ gối như vậy vậy? Xin lỗi ông nè, ông không nói chị, gì á. Anh, sao mà bảo quỳ vậy anh? Nói. Anh. Sao mà nói. Bảo quỳ gối vậy? Mới kìa rước khái vô. Ngu quá. Nó rồi đi về rồi. Từ đi chút xíu nó đợi rước khái vô hoài. Bà hả? Ừ. Anh đi là hôm bữa là em thấy ở với cái ông kia nha. Rước ông khác về nha, cái ông mà hiền hiền á anh Cương. Ông Đức á. Là ông Đức hả? Ừ. Cái ông đó là anh có quen không? Không. Anh Cương có quen không? Không. Rồi tại sao mà bả rước cái ông kia vậy? Chị, mà anh nói như vậy có đúng sự thật không? Thì đó. Thì ông đi qua tại mẹ ông. Ừ, chôm gắn cái này cái coi. Cái ông gắn lên đồ. Chị nói sao nói đi cho ảnh nghe. Em đi nổi đi. Thương anh nhiều nhất em hài luôn đó. Hài luôn trong mình dạng luôn đó. Không bỏ nữa. Mà sao mà hôm bữa em là quay là cái người khác nha. Bữa nay em quay người khác nha. Ừ. Thì rồi xong rồi bỏ ông kia bây giờ ở với ông này. Em không hiểu luôn cái câu chuyện này luôn. Thì ông kia ông không yêu nổi nữa. Ai là người chủ động đi? Ông. Ông kia hả? Ừ. Anh Cương biết anh kia không Cương? Anh có gặp mặt ông kia chưa? Gơ rồi. Gặp lần hả? Cũng nhậu rồi. Thằng kia cũng nhậu. Ông này có rượu sẵn rồi. Rồi chị quỳ gối đây là để làm gì? Xin lỗi ông đó. Ông đừng đi hoài á. Chị có giỡn không? Giỡn thì thiệt á. Anh Cương, anh kêu hay là tự bả quỳ vậy? Hả? Tự bả quỳ anh nè. Nghe nói là chị nhiều chồng mà chị dữ lắm mà. Thôi chị ngồi lại. Chị ngồi lại đi chị. Chị ngồi xuống đi. Chị ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Đừng có quỳ nữa. Làm như vậy ngồi sát vô đó để cho em trò chuyện đi. Lên ngồi kế anh được không? Được, bình thường. Ngồi bình thường. Kế anh đi, cho em trò chuyện tí xíu coi. Rồi hai vợ chồng mình ở đây, ngủ ở đây rồi bằng không có ngủ ở đây, ngủ nó, chạy nó hầm đó. Quá sao anh Cương? Ngủ chạy. Hầm lắm hả? Hầm quá chèn luôn nè. Rồi anh đi về đây, ảnh đi về đây ảnh làm công việc gì chị? Nhân lứ. Nhân lứ hả? Ừ. Rồi là chị có chấm dứt hết ông kia chưa? Hết luôn rồi á. Trọn vẹn luôn rồi á. Mà sao mà hôm bữa mà cái chuyện gì mà không phải à. Cái giáo đầu tiên kìa. Em cái đó giáo đầu tiên là em có đã có quay, là em quay anh Cương nè. Xong. Bỏ hết rồi. Xong cái sau tự nhiên cái người đàn ông khác. Bởi vì chạy mẹ ông. Là bên kia không chịu chị hay là chị? Bên kia thì không chịu. Sao mà anh Cương sao bả đó thừa mẹ anh không vậy anh Cương? Nói về mẹ bả gì anh mới bả không chịu. Sao? Bả nói bây giờ bả chửi tôi tăng một đó. Không chịu con dâu hả gì?
thì nói hàng này hàng kia đó. Quen nhiều hả? Ừ, mới nói hàng này hàng kia đó. Trời ơi. Không chịu tụ tập mà ăn đó. Rồi xong rồi hai vợ chồng dặn nhau ha. Dặn rồi ông đi về bến rồi đâu ông nhờ ông nhất luôn. Ông đi về bến rồi xong rồi chưa gì hết trơn cái dẫn ông khác về tiếp. Chơi gì á? Chơi gì? Bà nó đâu có nghe đâu. Nó nói sao anh Cương? Bà nó nghe đâu. Ở cái này ở cạnh kia nọ không bà nó nghe đâu. Trời ơi. Là bà nói là giờ bà vợ anh là ở hết người này ở hết người kia hả? Chứ thiếu có con khác rồi, làm chứ con khác về rồi. Trời sao bà đâu có thương ổng đâu. Sao ổng thương vậy xin lỗi á. Lỗi gì bây giờ là ổng nó mới đi vài bữa cái ngủ người khác, mới đi vài bữa cái ngủ người khác. Anh Cương nè, em hỏi thiệt anh nha. Tôi giỡn như quỷ. Hôm bữa anh đi á, anh đi rồi đó. Rồi bả rước người khác về đó là bao lâu anh mới hay bả là có rước người khác về anh Cương? Dân lưới dưới sông á. Dân lưới dưới sông hả? Ừ, ổng nghe. Nghe ổng nghe rồi ổng đi ông vô. Nghe ổng đem con cá lóc ba đó nè. Ừ. Ờ kêu ông này nướng mày. Nó nướng gì vậy? Nướng cho vợ vậy cho ta. Ổng đi xong rồi ổng hai đứa bắt đầu cái ổng dụng cá bỏ luôn. Ông này không kia. Ông kia. Kìa ha. Ông này mua nè, con cá 100 ngàn. Theo anh Cương ơi, theo cho em hỏi nè. Theo mà anh sống cái cuộc sống á, anh muốn một vợ một chồng hay là anh muốn ha, anh muốn là hai chồng một vợ hay là anh có suy nghĩ là cái chuyện mình giận hờn với nhau thôi mà nhưng mà bả đi là đi có người khác đó anh buồn không anh Cương? Buồn à, anh con có con chém một quá. Thì hỏi anh kìa, anh buồn không? Theo mà anh muốn vợ anh là sau này dù giận hờn anh cũng vẫn thương mà đừng có chỉnh cái đi mới giận hờn cái đi sống với người khác đúng không? Mẹ anh nói là vợ anh đó là bỏ anh vài bữa là sẽ quen người khác là nói vợ anh đúng không? Trời ơi bà nói hay chứ bộ, người ta lớn tuổi người ta nói đúng. Mà tại sao chị nè, mình có một chồng thôi mà tại sao chị mới giận hờn mấy ngày là chị rước ông khác gì rồi chị? Nó rước đó, hôm sữa tắm đó, ông này mua nè. Em hỏi kìa, theo mà giận ông này rồi rước ông kia về hả? Tập tức ông này ông quay về đó. Tập tức hả? Chiêu đàng hoàng chứ. Có cái chiêu. Tập tức nha. Tập tức cũng đi hương ông tức kia cái ông này, ông này cũng ghen nè. Rồi đấy sao mày dạy tao mày? Cái gì thôi? Là ông kia với ông này chị thương ông nào nhiều nhất? Ông này nè. Thiệt không? Thiệt. Thiệt tình luôn không? Ừ. Bà nói sao cho ông tin tưởng chị đi. Thiệt luôn không? Thiệt tình luôn đó. Quay mặt qua ông đi đó. Nói sao cho ông đó. Nói anh thôi chứ gì. Nè nắm tay nè. Nắm tay luôn hả? Nè bình thường. Nè. Nói sao nè, cho nắm ông tay tin anh. Nắm tay cho ông coi đây. Nói, nè. Nói tin tưởng rồi. Nói cho anh tin tưởng rồi. Mình đi mình giỡn nhiều quỷ. Thấy chưa? Ừ. Được không? Tạm ổn không? Tạm ổn ha. Rồi chị có hứa là không có bay bóp tình cảm gì với anh không? Thiệt không? Rồi rồi, thầy luôn nè. Thôi, gì nó biết rồi. Chị ơi. Bay bóp gì? Vậy là chị chỉ thương mình ổng thôi ha. Ừ. Hồi bữa thấy ông kia cũng chính thức nữa đó. Ừ. Ông này đi theo, à, ông kia đi theo. Đấy, đàn em đi, đàn anh gì dẹp mà. Nó không sao. Đàn em đi là ông kia là đàn em hả? Ông mua con cá lóc 100 ngàn phải không? Ừ. Nó dục kêu nó tuốt. Cái căn chòi này của chị đó hả chị? Ừ. Đàn ơi. Căn chòi túp liều lý tưởng ha. Bây giờ đang làm gì đây? Không. Nào cái gì? Rồi cái kem này là hiệu gì chị Hương? Bình Dương gửi gì? Bình Dương hả? Em thấy kem gì nó biết khỏe trắng hoài gì nha. Trắng hoài hả?
Rồi có son phấn gì không? Để 50 son. Rồi hôm bữa cây son đâu chị hai? Son rồi nó dùng của trơn rồi, ba giảng ba dùng của trơn rồi. Sao kỳ vậy? Rồi vừa hồi sáng giờ mới làm đẹp đó hả? Sáng giờ đi thấy muốn á. Muốn hả? Đó rồi, trả cho rồi. Cho người ta. Rồi bữa nay nghe nói rước ông chồng khác gì nữa hả? Đã tôi nói à, ông chồng này đứng khác nè. Rồi ông chồng mà ông chồng trước mà thấy hiền là lý do làm sao nữa bà, bữa tôi quay bà ông khác mà tôi không biết nữa, là ông đàn em đó hả? Đàn anh mua. Ừ. Ông Cương mua rồi. Đó. Ông Cương ấy mà nướng hay đất ôi tôi không biết nướng đâu. Ê vậy là hai ông đã từng gặp mặt rồi hả chị? Gặp muốn lộn luôn. Trời ơi hai ông gặp rồi rồi ông nào mà chịu thua bỏ đi nè. Rồi. Rồi hôm bữa gặp đó rồi hai người sao chị? Chị Cương. Thì cứ. Rồi dành hay gì? Dành. Ông kia dành em, dành. Ông này em, tụi tôi nói cho mùng chung ra đấy. Không nào em hết, đi về hết chứ nào. Chị kể lại cái hôm bữa mà hai người cự lộn dữ lắm hả? Tôi đi ngủ. Chị. Rồi mình tha kem tha phấn gì là mình trang điểm gì rồi mình có nhìn kiến không? Sao không trời. Đẹp không? Chị nhìn chị thấy đẹp không? Đấy nữa kìa quý vị. Đó, đồ người nữa. Mới mua á, ông mua đó trời ơi. Ông nào mua? Ông cô mua á. Ông chồng mua nữa hả? Chồng cưới nè, chồng cưới heo đó ông nội. Hồi đó giờ nhóc chồng hết trơn trời. Rồi, bây giờ là phải phân biệt. Phân biệt cái này, cái ông chồng chạy chiếc xuồng đâu? Đó. Nè, xuồng này. Rồi. Ủa, cái này được cái khác nữa. 2 triệu á. 1 triệu nữa đó. Cái kia hôm bữa làm sao rồi? Bán rồi. Bán nữa hả? Bán. Trời ơi coi chị vẽ nè nè. Im luôn nha cho chị vẽ nha. Cái hộp hồi nãy là thường thường là mình xích một lần nữa. Rồi sao? Bạn hộp á. Rồi sao mà cái vẽ gì mà sao liếm không chị? Vô. Sao không lấy ba loại nồi vẽ lên? Cái gì vậy? Em thấy chị đen quá nè. Kẻ cái đó là kêu kẻ gì chị? Kẻ chân mày hả? Thì em nói kẻ chân mày à, mua nè, mua gãy rồi. Ai kêu chị vẽ hả? Tự động ra điểm lên. Đẹp đó ha. Hồi đó bây giờ bao nhiêu người chồng vào tay chị rồi? Nữa rồi. Không, em hỏi thiệt á, chị hỏi đi, chị nói đi. Bao nhiêu người đàn ông đi qua cuộc đời chị? Đang vẽ nha, nó gung gà vô thiếu rượu hay vậy? Vẽ gì hết trơn. Đẹp nha. Chị Hương này đẹp nha. Nữa. Rồi dự định kiếm ông nữa không? Hôm nay có điện mà ông si cua không? Bà nhóc chồng. Hôm qua cái ông rẽ lên. Lên luôn hả? Lên sao? Lên sao? Chị... Tiêu rồi. Kiếm gì? Kiếm gì? Có nó. Có. Còn chiếc nó. Đó. Con đã có nắp đàng hoàng. Rồi, rồi môi son nữa. Rồi có đánh má hồng không? Hàng đi. Hàng đi hả? Thôi nè quý vị, son nhóc trơn đó vậy mà nó không có kìa. Mới lụm lại ông nội. Mới lụm rồi. Ai dục? Ông kia dục hả? Ông của nội ông đó. Ông này hả? Ông của nội ông Đức á. Đức chứ không phải ông Cương hả? Ừ. Ông kêu, ông không chịu làm đẹp hay gì chị? Rồi. Hỏi đi Quỳnh. Rồi đại hỏm chị nói clip trước chị nói là ông Đức là chồng chính thức. Không. Là được cứ hỏi về. Không. Rồi sao bây giờ lại tới ông này nữa rồi? Ghen. Nói trời ơi, trời ơi. Là hỏi chị riết chị trả lời riết cho em rối mù sương mưa luôn. Không biết ông nào là được cứ hỏi đàng hoàng. Ông này má hồng đâu sao không quánh má hồng lên? Ôi. Không má hồng luôn chị. Không. Đây nè chị Cương. Ô. Bà đẹp mà. Không chơi. Không chơi cái trò đó. Cái nào mới chơi? Chơi trò này nè. Ổng trong kìa, chú ổng đi. Rồi bằng đêm chị ngủ đây vậy đó hả? Chị ngủ gì đó hả? Ừ. Rồi ngủ rồi bằng đêm rồi có người lạ đi qua lại hỏi thăm không? Không. Nhà tôi người nữa hỏi. Thiệt không? Thiệt chứ không?
Ngồi đây đi, trời ơi em trò chuyện tí coi. Này đẹp nóng lạnh không? Xen vòng cho em coi coi. Cái gì? Xen vòng giống người mẫu coi. Chàng ơi. Chữ vằn không nha cả nhà. Cái lúc mà cái ông mà si cua đi lên đó chị, có trang điểm gì gặp người ta không? Mới lên hôm qua điểm này nạt rồi. Có luôn hả? Lên luôn hả? Là hai ông mà chạm mặt trao luôn hả? Hai ông đụng chạm luôn. Ông kia cũng lên rồi. Chúc mừng năm mới nha, người đẹp. Trông trông. Rồi ông kia nạt đuổi về. Ông kia ông đấy nhậu nè. Ông này kia cũng nhậu nè. Nó rồi. Ông đó ông có tiền đó mà ông gì đó thôi thôi gì. Ông này uống kia nhậu hả? Ông kia uống này hay gì? Là ông Cương này uống kia phải không? Rồi rồi hai ông có nhậu không? Không, về luôn. Dạ. Chị đứng đây coi. Cái nữa. cái túp liều này là của chị đó hả? Ừ. Cái nhà ở trên thì hồi cha mẹ đâu có ngủ được. Rồi ngủ là ngủ như thế này. Con gái lứa ngủ dưới này không sợ. Hai chồng. Chồng luôn hả? Ừ. Bây giờ là ông chồng khác phải không? Đây nè. Hôm bữa ông chồng khác mà. Không. Rồi ông chồng kia đâu? Ông chồng lụm mũ mà. Không không không. Đó, ông chồng lụm mũ rồi ông này rồi. Ừ, thì chị tới hai ba ông lận mà. Ôi, ông ổn chắc rồi. Ông kia không sợ hay gì? Quýu đi đâu. Chị hả? Đứng đây chị. Nói cho em trò chuyện tí coi. Đứng đây nắng. Ừ, đứng đây nè. Chàng ơi, rồi chị đi chơi vậy còn ông chồng thì nấu cơm cho chị ăn vậy đó hả? Ừ. Sướng vậy? Sao mà... sao chị sướng quá vậy? Người đàn ông nào cũng về với chị là phải lo cho chị hết trơn hả? Đó nằm theo áo là ổng đó. Rồi nấu cơm nấu nước. Nấu cơm nấu nước là ổng kỹ ông trời ông cộng cũng đó. Ổng ha, ông Cương này ha. Ông cộng cũng đó. Ông Cương này với ông kia theo chị ông nào tốt hơn? Ông này nè. Rồi ông kia. Ở giờ á. Ở giờ thì mấy ngày trời rồi đó. Là ông này à, đã tôi nói với anh ông nghe nè. Ông nào là người chính thức? Đây nè. Rồi ông kia. Ông kia tôi bán số ông đi theo tôi mà. Em thấy ông ở cũng lâu lắm mà. Lâu rồi ông bám. Gì hả? Gạo ta cho cái ông bao gạo gì vậy? Ôm luôn hả? Lần trước là thấy ảnh này kia cũng đi văn lưới văn câu lắm mà. Thì ông này nè. Ông kia bà ơi. Ông kia đúng không? Ông này. Ông kia tôi quay đây. Không phải. Đã nói ông này văn lưới văn câu về xuồng ông nè. Ừ. Cấm câu rồi ông đó. Gì ha? Không phải luôn. Phải không? Không. Ông này không hề nhớ chàng. Chị thương ông nào nhiều nhất? Ông này chứ đâu. Ông kia không thương hả? Không. Sao ông kia không thương mà ở với ông kia chàng? Đó có ông kia báo không? Ừ, vậy ha. Nè, yeah, đừng hút rồi ha. Hút chút hả? Đừng hút chút hả? Ông nói anh Thẩm đi hỏi nhỏ chị nè. Rồi cái ông mà sư phụ ở dưới, ông có lên đây thường xuyên không? Có, ông nhận qua, anh trời ơi. Ừ. Chị ở đây mà chị không sợ nè. Để cho hai người nhậu chung hoài hả? Đó, chị giọng của ổng nói chú Văn đó. Chị gì hả? Gì ổng về hay gì? Ổng về rồi. Ổng về nào? Nên ổng về giọng quá. Sáng ổng lên sớm không? Không, không quá. Ổng lên chắc chiều hay gì? Chiều, nhậu với tay hết chưa, nó tay chưa hết đâu, còn. Gì? Tay tôi hỏi tay tôi hết chưa á. Cấp qua em điện chị là ổng ở trên này hay gì? Phải không? Ừ, ông đi lộ, ông đâu dám xuống. Sao chị không điện em? Có tiền đâu điện. Ừ, không hả? Có tiền nữa điện. Vậy ừ. Trong cái máy của em bây giờ không có còn tiền nữa. Vậy ha. Ừ, đi. Ông dết theo em hoài luôn. Dết theo chồng. Ở đây là chị nói đây nè. Rồi mày kêu máy mày xuống đi. đi cứ cho. Tới là lên cái giao thừa đó. Rồi dọn con ra hai đứa lại rồi xong ngay. Vậy là xong đó hả? Ừ. Lẹ chàng. Đi mua nước uống. Ôi dồi. Mai dứt cái đầm xanh lẹ luôn ha. Nói chị Hương đẹp cỡ này mà. Ôi đúng rồi chị Hai ơi.
còn mấy cái đậm nữa chị Hương? Nhóc bây giờ người ta vô giấu. Ờ, nhóc luôn hả? À, giấu hả? Đâu quay cả. Mày uống không? Tao quay vòng thử coi. Đúng rồi đợi. Quay quay vòng thử coi. Đừng hồi chú mới quay với chị vòng quay. Bữa nay là chị Hương đi mua đi mua cho chồng á, lo cho chồng rất là nhiều nha. Mua thuốc cái thuốc 2 gô thấy 20.000 không? Hình chú ấy trả cho chú chuyện rồi. Thường thường này có chuyện cái đầm chị đi đâu chơi không chị Hương? Không, băng gồ ổn. Chỉ là lâu lâu à, diện đầm lên là cho chồng nhìn thôi ha. Còn màu nào nữa chưa? Không, màu này hết rồi. Sao nãy bà nói còn nhiều lắm rồi giờ còn đúng có màu quá vậy? Nè anh yêu, 20.000 nè anh yêu. Okay. Mua cho anh đó. Ừ. Anh Cường à, anh thấy chị lên cái đầm đẹp không Cường? Đẹp. Đẹp ha. Cái này sao mà chị nhỏ đúng không? Thường thường là chị có là hay diện đầm lên vậy là cho anh nhìn ngoài không? Không đi. Không phải chỉ là lâu lâu lặng thôi anh Cường. Hai gô luôn trời, ngon lành nha. Không đi. Gì? Thôi anh ấy đi, Cho ông đó. Ừ. Bấm đuối chạy. Không về đâu. Nè bữa nào á, cái kêu chị nè diễn cái này lên. Cái đầu anh dắt chị đi uống nước này kia. Ôi, cảm ơn. Gia tăng tình cảm này kia. Ôi, cảm ơn. À, chị Hương nè, đẹp lắm chứ bộ chứ. Đúng không anh Cưng? Khen kì. À, không về đâu. Ừ, khen chị đi. À mà ngoại mà dán không về được mày. Sợ quá. Ừ. Thấy là chỉ là muốn cái đầm nó đẹp đó anh. Lâu lâu kêu chị mặc hoài đi thường xuyên vô. Đúng không? Má là cho chị liệu. Dạ. Má là gì liệu. Hả? Cái này hả? À, ba mấy 40 vậy á. Gì? Nói gì? À, không có gì, không có gì. À, thấy vàng trên mình đeo lũ hủ hết trơn à, thiệt hay là phay vậy? Cổ áo nè. Gì? Cái cổ áo. Có cái cọng chà bá luôn kìa. Ơi, cổ áo á. Cái cọng chà bá trên cổ kìa. Ờ, cọng kia kìa. Cọng nội này hả? Ừ. Cái này đâu rồi? Lâu chưa? Đâu rồi. Trời ơi nè. Nhiêu chỉ? 5 nè. Ủa, dữ hả? Ngồi với ảnh, gần với ảnh. Ngồi với ảnh đi. Đi. Vậy trời ơi, nó lên được cái đầm mà để cho ảnh ngắm cơ mà kiếm được cứ chạy hoài luôn á chàng. Chị ăn khe luôn. Nhìn đó, chú mới chịu. Anh Cương này vui rồi đó. Chị thấy không, hồi nãy là thấy ảnh không có nói chuyện gì mà là chị lên cái đầm một cái là ảnh nói chuyện liền không? Anh Cương, sao tóc bả móc lai với anh Cương? Bả già. Ê, anh Cương cũng kìa, cũng móc lai nữa kìa. Chị ổng có mấy... Ông già rồi nó. Ông già ha. Ừ. Cái gửi bộ qua cho anh à. Chị nhìn nay nhiêu tuổi? Ê mà sao chị lớn hơn anh Cương mà sao tóc anh Cương cũng móc lai ta? Dạ, già với cậu gâu đó. Gì ha. Nếu mà tôi mua cái 2.000 mình tôi cậu gâu không biết. Chị Cương năm nay là hôm bữa hỏi nhiêu ta? 50 tuổi hả? 50. 50 ảnh. Gì? Ông hỏi rồi tuổi á 50 đúng không chị? Ừ. Chị 50 tuổi đúng không mà sao chị trẻ đẹp dữ vậy? Già đâu già không nâu. Ừ. Mai mốt thì nhộm bây giờ nè. Ừ. Trẻ mà nhộm mai mốt nhộm rồi. Ổng 30 tuổi là gì? Ổng vú khí đá hay sao? Ổng 30 đâu 30 ngày nữa đầu nữa.
ổng là 30 vũ khí đá ha. Vũ khí đá già dạ, giấy tư 30 tuổi bà em, mà ổng với một tuổi cái bà kia nằm đạo trên đó. Làm cho một bài thơ tặng cho anh em cái coi. Có biết ca đâu mà biết. Không cái. Bài thơ nè. Tự sáng tác đi là anh kia ca đi thì anh này quay về. Tình thì, cảm. Thì đàn anh ra đi, đàn em ra đi, đàn anh về á. Còn... ê, ê, nó nói nha, chị mới hứa với ảnh rồi đó nghe. Ngồi. Đây có tay nè. Tay nè. Đó. Giờ nhìn nói, tay luôn nè. Nói cái đi, nói cái cho ổng thương chị coi. Nói gì đâu? Nói sao cho ảnh. Em thời sẽ yêu mình anh gì đó. Dám đó. Không? Dám nói không? Dám nói. Nói cái, nói nè, này, nó yêu rồi, yêu mình anh thôi đó. Rồi xong đó. Yêu mình anh thôi nha. Chỉ có em thôi, yêu anh thôi. Ai yêu anh? Dám nè. Gài nút áo vô kìa, gài áo ảnh vô kìa. Gài ngực á. Ngực ha. Ờ chạy tối ngày cũng sao. Chị, hồi đó ông thương vậy là thương gì cái gì? Trời ơi, hồi đó tôi đi chơi trên ba chốt quá. Ừ. Ông chọc tôi. Ông chọc sao? Ông nói ông kia hai chạy chồng chịu nhỏ nào. Ông hồi đó ông đi bắt rắn. Hồi đó ông đi bắt rắn chứ bộ. Ừ, rồi sao? Ông lết theo em ngoài luôn. Lết theo sao? Ở đây chị nói nè, rồi mày kêu máy mày xuống đi. Đi cứ cho. Tới rồi lên cái giao thừa đó. Rồi dọn con ra hai đứa lại rồi xong ngay. Vậy là xong đó hả? Ừ. Lẹ chàng. Bà ông dọc chị rồi chị nói là sao? Chị nói mày kêu má mày lại đây đi hả? Đó tôi nói ông kia. Ông kia hả? Anh nói Hương. Mày Hương con không? Rồi quên nữa. Chị ông bà kia à. Chị chị nó Hương anh này hiền hô à, hiền hô luôn, hiền hô á. Tại cái tôi nói đúng nói thì nói anh kêu má anh xuống đi, anh kêu má anh xuống đi, anh cưới tôi. Mà tôi lúc đó tôi buồn rồi, rồi bà ngáo bà xuống. Bà nói đâu nhỏ nào đâu, kêu ra rút tôi về trên đây này luôn. Ai nhìn thấy là kết liền luôn ha. Thì kết luôn hai đứa à. Ông bận dùng tay. Ừ, ông này. Chị Hương. Ông này ông chịu à. Chịu hả con. Ông này chịu hả con. Chị Hương xin tiền cái nãy giờ chị đang kể là ông nào. Ông này hả? Ông này đúng không? Ừ. Bây giờ là chị nói là không có tin, bây giờ phải hỏi anh Cương mới được. Anh Cương. Ngoài kìa. Đúng ngoài không? Ờ. Dạ. Đúng không chị? Ừ. Dạ. À, bây giờ nè anh Cương nè, nãy giờ là chị Hương nói vậy đó là có đúng không anh Cương? Đúng mẹ đi. Đừng,